Rồi, xin chào tất cả quý anh em. Chào mừng quý anh em tiếp tục quay trở lại với bộ xe thường thi. Vẫn là khung giờ bán thuộc quý anh em, 11 giờ và 19 giờ. Thì hai khung giờ đó thì bên xe thi thường lên video. Kính mời quý anh em đón xem, nhấn đăng ký kênh, nhấn chuông để nhận được thông báo và giao lưu cùng bên xe thi. Thì bên xe thi giao lưu mảng cây, bộ xe hàng midi, bàn trà, hàng bộ xe tầm trung và những chủng loại dòng khai thác. Ngoài ra còn có mảng gốm sứ, thì kính mời quý anh em xem video, đón xem để hợp ý thì ủng hộ bên sàn thi. Thì hôm nay giới thiệu với anh em một vài chủng loại cây. Thì trước mắt của anh em là một cây trà Phúc Kiến, một cây trà Phúc Kiến dáng trực lắc cũng khá là ok, cây cũng khá là duyên, giao lưu giá cũng hữu nghị cho quý anh em chơi. Cây thì vừa cho trái và bên sàn thi đã định hình lại, vào kiểm lại, thì đang giao lưu cùng với anh em. Cây này có cái quành, cây có cái quành 20, quành 20. Cây có chiều cao, chiều cao 35, chiều cao 35. Phụ tán thì khoảng gần 40. Chậu này là chậu oval, kích thước là 35, kích thước 35. Thì cây nó đang cho trái và bên sàn thi cũng đã định hình làm lại chi cành. Định hình lại chi cành như anh em. Được vào mỗi chậu và cũng lên khay, lên rong rêu, ok hết mọi thứ. Có hai cái mặt cắt thì nó cũng đã gom da rồi. Gom da được 60%. Đây. Chi cành thì khá ok nha. Giao lưu giá hữu nghị cho anh em chơi. Cây này đế cũng ok, được dáng trực lắc, một cây trà Phúc Kiến. Thì quý anh em cố gắng xem kỹ video nha, chúng ta nắm rõ thông số. Bên sàn thì có báo giá, báo thông số và đo trực tiếp trên cây. Rồi, cây này thì bên sàn thì giao lưu với anh em giá là 800k bao ship. Rồi, 800k bao ship. Đây, cây hồng ngọc mai, một cây hồng ngọc mai. Bonsai mini bằng trà. Cây cũng được vào một cái chậu khá là ok. Được lên rong rêu, rất là bài bản rồi. Giao lưu với anh em về em ta chơi bằng trà. Dòng hạt măng hồng ngọc mai thì nó rất là khỏe cây. Và nó cho hoa hầu như là quanh năm nha, hầu như là quanh năm. Đấy. Thì cây hiện tại cũng đang cho hoa. Như cái đợt hoa trước thì nó có trái rồi. Đợt hoa này tiếp tục cho hoa. Cây hồng ngọc mai, hàng bonsai bằng trà cho anh em chơi. Cây này có hoành, có cái hoành cũng khá là ấn tượng nha. Hoành 19, hoành 19. Cây cao đến từ mặt chậu lên là khoảng 20. Phụ tán thì tầm khoảng 22. Chậu này là chậu tròn, kích thước là 23. Chiều cao chậu là 10 phân. Cây hồng ngọc mai. Cây này đang cho hoa quá nè. Đang cho hoa nha. Tiếp tục. Đây. Đó, tiếp tục cho hoa. Những cái lứa hoa đầu tiên trước thì nó đã đậu trái này. Nó rất là cho hoa hầu như quanh năm. Trái của nè. Hồng ngọc mai thì nó ra cái trái nó cũng rất là đẹp nha. Trái nó chín màu đỏ giống như dòng hải châu luôn. Hoa thì rất là thơm. Cây này cũng được vào rong rêu cũng khá là ok rồi. Rất là đẹp. Hàng bonsai mini, hàng bằng trà. Những cái cây này thì nó cho hoa quanh năm, rất là thích hợp với anh em chơi bằng trà. Cây này để hoa là chơi tết luôn, tại vì những cái dòng này thì nó rất là xuyên hoa, rất là ok. Rồi, cây hồng ngọc mai này thì bên sàn thi giao lưu của anh em giá là 800k bao ship. Rồi, 800 bao ship. Rồi, trước mắt của anh em là một cây linh sam, một cây linh sam tam đa, cây linh sam tam đa, một cốt ba thân, phúc lộc thọ. Cây này cũng khá là ok, cây này chơi tàng rin. Cây này là cây rin không ghép chú anh em, không ghép.
ưu điểm của cây tàng rin thì nó cho hoa rất là lớn hoa và có mùi rất là thơm, thơm theo với cái kiểu thiên nhiên. Cây khai thác rin, cây núi rừng, cây phúc lộc thọ cũng khá là đẹp. Cây này thì có hoành, cây có hoành là 32 32, thì ba thân này là tương đối bằng nhau. Cái này kích thước một thân nó là 11, kích thước một thân 11. Cây có chiều cao tính từ mặt chậu và 48 phủ tán, phủ tán thì tầm khoảng 50, chậu oval kích thước là 37 và chiều cao là 13 phân rưỡi nha. Cây linh sa thì mùa này cũng hết hoa, cái này mùa này đều miền Trung rất là đẹp. Dòng linh sam thì nó cho hoa vào mùa hè, mùa nắng nóng của miền Trung. Cây này chúng ta nó cho hoa là tím rất là đẹp, cây cũng tương đối ok nha. Cây này đế thì đẹp với anh em. Mình sàn thi cũng đã ký rong rêu tất cả mọi thứ ok, của anh em về chúng ta chờ tết nha. Cây rất là già cây, chỉ cần thì tương đối ok tầm 70-80%. Thì với anh em xem tổng thể cây, tổng thể cây một lần nữa bên sàn thi báo giá giao lưu. Một cây linh sam cam đa phúc lộc thọ rồi, cái này là bên sàn thi giao lưu với anh em giá là 1,2 triệu, 1,2 triệu bên sàn thi bao ship nha. Rồi 1,2 triệu bao ship. Tiếp tục giới thiệu với anh em một cây hải châu, một cây hải châu dáng đổ nha, hải châu dáng đổ. Cây này là cây hải châu lá nhỏ luôn, cây hải châu lá nhỏ dáng đổ rất là đẹp. Thì quay một vài vòng với anh em xem. Cây này là hàng tầm trung, một người bê cũng nặng tay, một người bê nặng tay, chỉ cần thì rất ok rồi. Chỉ cần rất ok của em. Hải châu thì mùa này là không không còn hoa trái của em, hết hoa trái rồi nha. Cây này có một cái hoành khá là ấn tượng nha, xíu nữa sẽ đo thông số cho em xem. Cái dòng cây rừng thì chúng ta phải có lũa nha của em, dòng cây rừng là phải có lũa nha, rất là ok. Rồi để mình sang thi đo thông số cho của em xem. Thì cái cây này cái hoành, cái hoành cái eo tại là vị trí này nó là 30 nha, 30 và cái nó ba thân, đo kích thước một thân là nó là kích thước là 10, kích thước là 10. Cây này phủ tán, phủ tán tính từ cái tâm chậu là 45 nha, tính tâm chậu là 45, tính từ đến ngọn, đến ngọn tới cành trực tới đó là khoảng 55, khoảng 55. Rồi tính theo hướng ngang, tính theo hướng ngang nó là được là 40 47 nha, 47. Thì cây này thì nó là một cái dòng lá nhỏ luôn, dòng lá nhỏ đẹp. Hải châu thì mùa này là hết trái nha quý anh em, mùa này hết trái nha, rất là ok. Đây nó có một cái phần lũa nha, lũa đây đã được xử lý rồi, những cái lũa này là không có mục nữa quý anh em, nhưng mà nó có còn mạch sống nha, vẫn có mạch sống này, đây rễ này, đây rễ vẫn có mạch sống. Đây phần trên lưng là cái lũa và cái ra những cái ba thân này, quý anh em xem 1 2 này, 3 này. Thì cái hoành chỗ này là hồi nãy đo là 11 ha, 11. Dòng cây rừng thì lũa nha quý anh em, lũa là đương nhiên nha, cây khai thác thì lũa nó mới đẹp, có giá trị, nhiều anh em ta phân vân thì dòng lũa thì nó rất ok rồi. Đây mạch sống nó nằm phía ở phía bên dưới rồi, rất là khỏe, rất khỏe. Dòng cây lá nhỏ luôn, dòng này siêu hoa siêu trái.
Mình xem Thi làm lại tất cả mọi thứ rồi để cho bữa em xem và giao lưu rất là ok. Cái này nặng, rất là nặng từng ship nữa nè, rất là nặng từng ship. Một cây Hải Châu dáng độ, cây hàng bonsai tầm trung. Cái chậu này thì cái chậu này nó là lục giác, kích thước là 30, kích thước là 29, chiều cao chậu là 26,5, rất đẹp. Chỉ cần phải nói là rất ok nha quý anh em. Rồi, cái Hải Châu này thì bonsai Thành Thi giao lưu của anh em giá là 2,2 triệu. 2,2 triệu bonsai Thành Thi bao ship. Rồi, 2,2 triệu bao ship. Rồi, kính mời của anh em tham gia ủng hộ, hợp ý thì gọi điện trực tiếp bonsai Thành Thi. Số điện thoại bonsai Thành Thi luôn đợi trên màn hình. Rồi, xin cảm ơn và chúc quý anh em cuối tuần nhiều niềm vui. Xin cảm ơn, xin chào.